Nam Thành, Thu Hà. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VNA News, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Vietnam Airlines, hàng không trong nước và thế giới. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nổi bật nhất. Chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh nghiệm quản lý khủng hoảng trong ngành hàng không. Vietnam Airlines tham gia bay thử nghiệm và đánh giá khả năng sử dụng tàu bay Embraer E190E2. Các sinh viên ưu tú Học viện Ngoại giao đến với Vietnam Airlines. Tiếp viên Vietnam Airlines cấp cứu hành khách gặp vấn đề sức khỏe ngay trên không trung. Tạp chí Heritage tham gia hội báo toàn quốc năm 2022. Hàng không là ngành rất nhạy cảm với những thay đổi và chịu tác động lớn từ môi trường hoạt động, đại dịch, nền kinh tế, xung đột chính trị. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn thế giới và ngành hàng không. Việc xây dựng một kế hoạch phục hồi và thích ứng với những khủng hoảng bất ngờ diễn ra là vô cùng quan trọng. Và đó là cơ sở để mới đây, Vietnam Airlines tổ chức hội thảo chuyên đề trực tuyến về nâng cao nhận thức quản lý rủi ro và quản trị khủng hoảng, chia sẻ kinh nghiệm và kế hoạch ứng phó. Hội thảo nâng cao nhận thức quản lý rủi ro và quản trị khủng hoảng, chia sẻ kinh nghiệm và kế hoạch ứng phó nhằm mục đích hỗ trợ lãnh đạo và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Vietnam Airlines Group hiểu biết sâu hơn về việc quản lý rủi ro và khủng hoảng. Tại hội thảo, giáo sư Jaron Birmingham thuộc tổ chức Navigators New Zealand đã chia sẻ về hướng dẫn lập kế hoạch quản lý khủng hoảng, đánh giá mức độ rủi ro dẫn đến khủng hoảng và lập sổ tay hướng dẫn ứng phó với các khủng hoảng và các giải pháp thực tiễn tốt nhất để quản lý khủng hoảng hàng không. Hội thảo cũng trao đổi, khi thế giới quay trở lại trạng thái bình thường mới, công việc đầu tiên của ngành hàng không trên toàn thế giới là tạo điểm đến hàng không an toàn cho hành khách quay trở lại. Hơn hết, tất cả các hoạt động ứng phó cần phải nhanh, gọn và chuẩn xác theo đúng 4 bước, giảm thiểu, sẵn sàng, đáp ứng và phục hồi. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, nhà sản xuất máy bay Embraer Brazil vừa có buổi bay trình diễn tàu bay E190E2 cho trạng bay Hà Nội-Côn Đảo. Và để đánh giá khả năng sử dụng các loại tàu bay này trên trạng bay ngắn, Vietnam Airlines đã tham gia bay thử nghiệm. Embraer E190E2 là loại máy bay phản lực khu vực Regional Jet có tầm bay hơn 5.200 km khi chở đầy khách. E190E2 có nhiều cấu hình khác nhau, từ 97 đến 114 ghế. So với tàu E90E1 đang được khai thác ở Việt Nam, E190E2 có tầm bay lớn hơn, độ rộng, độ ngả ghế thoải mái hơn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng hiệu quả hơn. Đây là một trong những dòng tàu bay đang được Vietnam Airlines xem xét thay thế cho tàu bay cánh quạt ATR-72 của hãng. Chuyến bay Vietnam Airlines tham gia thử nghiệm mới đây có hành trình bay thẳng Hà Nội-Côn Đảo với thời gian bay 2,5 tiếng. Trước đó, Vietnam Airlines đã công bố thanh lý các dòng tàu bay cũ bao gồm ATR-72 và A321ceo. Định hướng của hãng là thay thế dần các tàu bay trên 12 năm tuổi bằng các tàu bay công nghệ mới hơn, qua đó tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định trong khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua, Vietnam Airlines đã có buổi gặp mặt với các thầy cô và sinh viên ưu tú Học viện Ngoại giao nhằm tăng cường trao đổi hợp tác, tạo sự gắn kết giữa hai bên. Trong không khí cởi mở và gần gũi, các sinh viên của học viện không chỉ được lắng nghe những thông tin về chính sách tuyển dụng, phương châm hoạt động của Vietnam Airlines mà còn được trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ của hãng và giao lưu với cựu sinh viên Học viện Ngoại giao đang công tác tại hãng. Vietnam Airlines tự hào khi hoạt động của mình trải dài ở khắp các châu lục, châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Và ở những nơi đó, với các hoạt động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, Vietnam Airlines cùng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho hãng hàng không quốc gia, cũng như ngành ngoại giao Việt Nam. Thông qua buổi gặp mặt, Vietnam Airlines đã chia sẻ với các thầy cô và sinh viên ưu tú của học viện về sản phẩm, dịch vụ vượt trội, văn hóa doanh nghiệp mà hãng đã luôn nỗ lực xây dựng và hoàn thiện trong hơn 26 năm thành lập và phát triển. Đây cũng là dịp Vietnam Airlines tiếp cận gần gũi hơn với nguồn lực trẻ chất lượng cao, lắng nghe những ý tưởng sáng tạo mới áp dụng vào thực tiễn, tạo môi trường nghiên cứu, thực tập, tuyển dụng về sau. An toàn chuyến bay và hành khách là ưu tiên số 1 của VNA Group. Các quy trình ứng phó trường hợp khách có vấn đề về sức khỏe luôn được hãng quán triệt và huấn luyện định kỳ tại các đơn vị khai thác. Nhờ đó, các đơn vị mặt đất và trên không của hãng luôn sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường này để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho hành khách. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay 0V8203 hành trình Điện Biên Hà Nội đã hỗ trợ cấp cứu một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe ngay trên không trung.
Sau khi chuyến bay 0V8203 do công ty bay dịch vụ hàng không Vasco, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines thực hiện cất cánh được khoảng 20 phút, thì hành khách NTT ngồi tại ghế số 12A lên cơn đau tim. Tại thời điểm đó, tiếp viên nhận thấy tình trạng sức khỏe của khách có dấu hiệu xấu khi mặt tái, miệng méo, trào nước mắt liên tục và hai tay quá quắp. Ngay tại chỗ, tổ tiếp viên đã lập tức sơ cứu và báo cáo cơ trưởng, xin phép cho hành khách thở oxy và đề nghị cơ trưởng gọi trợ giúp y tế ngay khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Sau khi sơ cứu, sức khỏe hành khách NTT đã dần ổn định trở lại. Sau 45 phút bay, xe cấp cứu đã túc trực tại cửa máy bay và đưa hành khách đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Vietnam Airlines cũng cử nhân viên đi cùng chăm sóc hành khách trong quá trình cấp cứu. Được biết, hiện tại sức khỏe hành khách đã ổn định. Sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hội báo toàn quốc năm 2022 đã khai mạc sáng ngày 13 tháng 4 tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề Báo chí Việt Nam – Đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Cùng với báo chí ngành giao thông vận tải, tạp chí Heritage của Vietnam Airlines đã tham gia trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2022 các sản phẩm báo chí phong phú đa dạng, mang dấu ấn của hãng hàng không quốc gia hiện đại, giàu bản sắc. Ngày 13 tháng 4, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn do Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Cùng với báo chí ngành giao thông vận tải, tạp chí Heritage đã tham gia trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2022 các sản phẩm báo chí phong phú, đa dạng, mang đậm dấu ấn của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines hiện đại, giàu bản sắc, luôn tiên phong mở đường trên con đường xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước. Hội báo toàn quốc năm 2022 là sự kiện văn hóa, truyền thông có quy mô lớn, nội dung phong phú với nhiều hoạt động ý nghĩa, minh chứng cho bước phát triển và sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí nước nhà, góp phần cùng với cả nước hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn đến với phần điểm tin hàng không trong nước và thế giới. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương điều chỉnh mức tối đa, giá trần, giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Mức tăng được Cục Hàng không Việt Nam đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải là 3,75% so với khung giá quy định hiện hành, tức là về mức tại thời điểm năm 2014. Nguyên nhân điều chỉnh mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa là để giúp các hãng hàng không giảm chi phí do nhiên liệu bay tăng cao. Cảng hàng không Điện Biên sẽ tạm thời đóng cửa trong 6 tháng, từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2023 để thi công các hạng mục xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Tại 14 thị trường châu Á-Thái Bình Dương trọng điểm, sức chứa trên các chuyến bay có thể sẽ tăng trung bình 96% so với năm ngoái. Thái Lan sẽ là quốc gia ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với số ghế trên các chuyến bay quốc tế dự kiến tăng 186% lên 850.000 chỗ ngồi. Theo sau sẽ là Singapore với mức tăng khoảng 176% lên 1,4 triệu ghế. Trong khi đó, các hãng hàng không giá rẻ như LCC Scoot dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần sức chứa so với tháng 4 năm 2021. Theo quy tắc kiểm dịch mới được áp dụng từ tháng 5, du khách có thể làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh thay cho RT-PCR trong ngày đầu tiên đến Thái Lan. Theo đó, hành khách có thể rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả xuống còn 15 đến 30 phút và làm thủ tục tại chỗ. Các công ty giao nhận giờ đây có thể nhanh chóng đặt trước tải cung ứng hàng hóa trên tất cả các tàu bay chở hàng của Qatar Airways Cargo mà không cần liên hệ với nhân viên của hãng hàng không nhờ vào nền tảng đặt chỗ điện tử tốt nhất Cargo Wise của công ty phần mềm WiseTech Global. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã đề xuất mức phạt đến 81.950 USD đối với một hành khách và 77.272 USD đối với một hành khách khác liên quan đến hai vụ việc bạo lực trên máy bay diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2021 và 16 tháng 7 năm 2021. Tổng cộng, FAA đã phạt các hành khách cư xử tồi hơn 2 triệu USD từ sau khi thi hành chính sách không chấp nhận các hành vi tồi tệ từ tháng 1 năm 2021. Thông tin về hàng không trong nước và thế giới đã khép lại VNA News tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau.